Và hôm nay năm châu bốn biển rồi mới bây giờ dừng lại tại châu quỳ. Thú nhân nào cũng kỳ đống chó kia. Trời ơi. Đây là một trong những nhà thiết kế mà tôi rất yêu thích. Anh đã đóng góp rất nhiều công sức của mình cho Táo Quân và đặc biệt là những bộ quần áo năm nay. Tuy nhiên có một điều là tôi rất phân vân là hỏi là tại sao mà râu của anh lại mọc nhiều lông như thế? À quên lại, râu của anh lại mọc nhiều lông. Mồm của anh lại mọc nhiều lông như thế mà. Bóng lừ ta. Đầu lừ lại không có tóc mà mồm thì lại rất nhiều lông. Thế không hiểu là anh làm có bí quyết gì mà thay vì mọc lông mọc tóc ở trên đầu thì mà lại cầm lại mọc nhiều lông thế. Lấy lông của con đầu để cho vào đấy. Bức chế ở trên thì nó thòi xuống dưới. Mọi người đừng quay nhé, mọi người đừng